Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện ngôn tình audio Truyện ngôn tình chọn lọc 2017. Like, comment và share video để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Đừng quên ấn vào nút subscribe để cập nhật những video truyện ngôn tình mới nhất của nhóm. Xin cảm ơn. Truyện ngôn tình ép yêu 100 ngày. Tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc Bi. Tập 46. Trong quán cà phê, bà chủ nhìn thấy hai người đã lâu không đến, cũng ngờ ngợ, chưa nhận ra. Nhưng trong lúc chờ hai người xem menu vẫn có thể nhận ra được, liền hỏi: Ngô tiên sinh và Hứa tiểu thư, vẫn là cappuccino giống như trước phải không? Ngô Hạo khẽ gật đầu. Rất nhanh, hai tách cappuccino được bưng ra, hình trái tim nổi bật trên nền cà phê giống năm đó như đúc. Hứa Ôn Noãn nhìn chằm chằm trái tim này, nhớ tới lúc trước cô và Tần Chỉ Ái ngồi trong quán cà phê. Ngô Hạo lúc đó đang hừng hực theo đuổi cô, đặt một tách cappuccino trước mặt cô, mặc kệ xung quanh còn có nhiều học sinh như vậy, liền chỉ vào trái tim này mà nói với cô: Anh đem trái tim mình giao cho em. Chương 792: Tình cảm chân thành vượt qua sinh tử. Chuyện cũ đã từng tốt đẹp như vậy, bây giờ chỉ cần nghĩ đến tim lại đau. Hứa Ôn Noãn nóng mắt, cầm muỗng nhanh chóng khuấy tan hình trái tim. Cử động của cô khiến cho Ngô Hạo căng thẳng một hồi. Ông trời giống như muốn hâm nóng lại tình yêu của cô và hắn. Lúc hắn và Hứa Ôn Noãn ngồi xuống một chút, trong quán lại có một bản tình ca được mở lên, là một bài nhạc phim rất thịnh hành trong bộ phim nổi tiếng của 3 năm trước, Thời Gian Mưa. Hai người đối mặt, yên lặng nghe nhạc. Ngô Hạo mở miệng trước: Ôn Noãn. Hứa Ôn Noãn không cho hắn cơ hội nói tiếp, bưng lên cà phê uống một hớp lớn, đè lại bế tắc khó chịu trong cổ họng, chỉ vào một bức tường chi chít những tờ giấy dán. Ngô Hạo, còn nhớ lúc trước chúng ta dán những lời đó trên bảng đó không? Ngô Hạo gật đầu không nói. Hứa Ôn Noãn đứng lên: Đi tìm chúng đi. Ngô Hạo đứng lên theo Hứa Ôn Noãn đi đến bức tường kia, sau đó lại tìm trong hàng ngàn hàng vạn tờ ghi chú vị trí lúc trước dán ở đâu. Hai người còn nhớ rất rõ ràng, cho nên không tốn nhiều thời gian đều có thể tìm được những lời họ đã viết. Trở lại trên bàn mà họ đã ngồi, Hứa Ôn Noãn từ từ đọc lại những câu nói đó. Ngô Hạo yêu Hứa Ôn Noãn cả đời, không rời không bỏ. Cả đời này Ngô Hạo chỉ có thể cưới một mình Hứa Ôn Noãn. Ngô Hạo, sinh nhật vui vẻ, yêu anh. Ngô Hạo ngồi yên không nhúc nhích, nghe cô đọc từng tờ, trong mắt lại cảm thấy đau nhức, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Để tờ cuối cùng xuống, Hứa Ôn Noãn hít một hơi, sau đó cười gọi bà chủ xin bà giấy bút, rồi lại viết xuống. Ngô Hạo ngồi đối diện cô, có thể nhìn những chữ mà cô viết. Ngô Hạo, chúng ta chia tay đi, tạm biệt, Hứa Ôn Noãn đã viết. Để bút xuống, Hứa Ôn Noãn cầm tờ giấy đó đi đến bên tường dán vào. Cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy kia, lại một lần nữa quay trở lại, nhìn thẳng vào mắt Ngô Hạo, nói lại một điều cô vừa viết: Ngô Hạo, chúng ta chia tay đi. Mấy ngày trước cô đã quyết định chuyện này, mà khi nói ra câu này, trong mắt cô vẫn cảm thấy như bị cái gì đó đâm từ bên trong, đau nhói, cổ họng nghẹn lại, không kiềm được nước mắt. Ngô Hạo nhìn Hứa Ôn Noãn mím môi thật chặt, lát sau mới mở miệng: Ôn Noãn, có cần phải như vậy không? Chúng ta đã ở bên nhau 10 năm rồi. Đúng vậy, chúng ta đã ở bên nhau 10 năm. Hứa Ôn Noãn quay đầu, cẩn thận nghe lời bài hát, nghe đến câu hát thương cảm nhất: Chúng ta cẩn thận, không cách rời, vẫn coi thời gian là kẻ địch lớn nhất, còn muốn chống lại cả thế giới. Nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, nhiều đến nỗi Hứa Ôn Noãn phải giơ tay che đi khuôn mặt đẫm nước, một lúc lâu sau mới chua xót. Nhưng 10 năm của chúng ta cũng chỉ có thể kết thúc như thế thôi. Cô thật sự muốn tha thứ cho hắn, cô muốn tiếp tục ở bên hắn như trước đây, nhưng mà con của Tưởng Tiêm Tiêm không còn nữa. Chương 793. Tuy rằng đứa trẻ kia không phải là của cô, cũng chẳng có quan hệ gì với cô, hắn và cô lúc đó thực sự vẫn có thể cao chạy xa bay, cho đến bây giờ vẫn có thể đi chung trên một con đường. Ngô Hạo mím chặt môi, nhìn Hứa Ôn Noãn chằm chằm rất lâu, sau đó mới lớn tiếng: Ôn Noãn, thật sự nhất định phải chia tay như vậy sao? Hứa Ôn Noãn nặng nề gật đầu, nước mắt theo từng cái gật đầu của cô mà rơi xuống càng nhiều. Phải, nhất định.
ôn noãn. Anh biết anh có lỗi, nhưng trong lòng anh có em, cũng chỉ có yêu em. Trong mắt Ngô Hạo cũng có một vệt hồng, giọng nói có chút run rẩy. Em biết trong lòng anh có em, nhưng chúng ta không cách nào để đi tiếp nữa. Chúng ta không thể trở lại như trước kia. Thứ còn lại chỉ là những hồi ức đẹp thôi. Hứa Ôn Noãn nói xong liền nằm nhoài trên bàn mà ô ô khóc. Ngô Hạo, nếu như anh thật sự cảm thấy có lỗi với em thì chúng ta chia tay đi. Bây giờ em chỉ cầu xin anh như vậy thôi. Ngô Hạo giơ tay lên bưng mặt. Một lúc lâu sau hắn mới thở dài một cái, nặng nề đưa xuống, cắn răng. Ôn Noãn, nếu như em thật sự muốn như vậy, nếu như đây là chuyện duy nhất anh có thể làm được cho em, nếu như em đã suy nghĩ kỹ, anh đồng ý. Khóe mắt của Ngô Hạo có chút ướt. Hắn giơ tay đè mắt một hồi, để những lời nói của mình vững vàng một chút. Ngày mai anh sẽ sắp xếp luật sư liên hệ với em, chuyển cổ phần công ty cho em. Không cần đâu Ngô Hạo, cái này em không cần. Chúng ta không có kết hôn, tiền này của anh em không cần. Em cũng không có tư cách để cầm. Không có đạo lý. Không có đạo lý, không có tư cách. Tám chữ này như một lưỡi dao sắc bén đâm vào tim hắn, khiến hắn đông cứng một lúc, rồi mới nhẹ nhàng gật đầu nói một chữ: được. Hứa Ôn Noãn không nói, nước mắt vẫn không kiềm được mà chảy ròng ròng. Ngô Hạo quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy cô khóc. Hắn nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ một lúc, giống như có thể nhìn thấy lúc trước khi cô và hắn còn là học sinh vui vẻ ra khỏi cổng trường. Trong lòng hắn không chịu được, hạ mi mắt. Qua một lát hắn mới lên tiếng: anh còn có chút việc, đi trước. Hứa Ôn Noãn không lên tiếng. Ngô Hạo mời bà chủ đến tính tiền rồi rời đi. Đợi đến khi bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất, Hứa Ôn Noãn không chịu nổi, nằm nhoài trên bàn mà khóc như một đứa trẻ. Trong chốc lát, ngoài cửa sổ có một bóng người nhìn đôi vai cô đang run lên chầm chầm không chớp. Hắn dùng sức nắm chặt bàn tay, gân xanh nổi lên. 2 tháng sau, thời gian dự sinh còn 2 tuần lễ. Không biết có phải do lần sinh đầu tiên nên áp lực khá lớn, Tần Chỉ Ái vẫn luôn để ý tin tức ngoài biên giới, nhưng lòng cô loạn tùng phèo, không yên tâm. Hôm nay ăn xong cơm tối, cô gửi cho Cố Dư Sinh một tin nhắn, sau đó bỏ lên giường rất sớm. Cô đang ngủ, cô nằm mơ thấy Cố Dư Sinh nằm trong quan tài đưa từ về từ biên giới phía Bắc. Dù cô có gào khóc như thế nào, hắn vẫn không tỉnh lại. Dư Sinh, Dư Sinh! Cô mơ đến nỗi ngồi bật dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh. Chương 794. Cô cực kỳ sợ hãi, thở hồng hộc. Một lúc lâu sau, ánh mắt mơ màng mới dần dần có tiêu cự, từ từ nhìn xung quanh. Trong phòng là một khung cảnh không thể quen thuộc hơn. Trên bàn đối diện tủ tivi có vài bông hoa mà hôm nay cô quản gia đã hái. Cạnh tivi có vài hình ảnh các em bé. Người ta nói trong lúc mang thai, nhìn những đứa trẻ đáng yêu, sinh ra con cũng sẽ rất đáng yêu. Thì ra lúc nãy chỉ là ác mộng. Tần Chỉ Ái nới lỏng tay đang nắm chặt chăn, cả người không còn chút sức lực, dựa vào đầu giường. Cô cảm giác được lưng mình đã ướt nhẹp, tất cả đều là mồ hôi lạnh mà cơn ác mộng kia mang lại. Tần Chỉ Ái thở dài mới bình tĩnh lại, thức dậy từ trong cơn ác mộng. Cô cũng không muốn ngủ, vén chăn xuống giường mới phát hiện ra chân cô cực kỳ run. Đứng một lát, Tần Chỉ Ái mới có thể cố gắng cất bước về phía khay trà, rót một ly nước uống hết. Ngoài cửa tĩnh lặng đến nỗi không có một tiếng động nào. Tần Chỉ Ái điện thoại xem giờ, nhưng trong điện thoại lại có tin nhắn của Cố Dư Sinh gửi tới, rất ngắn gọn, lưu loát, thẳng thắn: anh rất tốt, em đừng lo. Tần Chỉ Ái cuối cùng cũng có thể bình tĩnh trở lại. Lúc nhìn thời gian mới phát hiện ra là đã 2 giờ sáng. Hắn nhắn tin đến khoảng nửa tiếng trước. Bây giờ hắn còn chưa ngủ, cô có nên gọi điện thoại cho hắn hay không? Trong đầu Tần Chỉ Ái còn do dự, chưa kịp quyết định thì điện thoại trong tay cô lại có một tin nhắn, vẫn là do Cố Dư Sinh gửi đến. Đã tính được ngày sinh chưa? Thì ra hắn còn chưa ngủ. Tần Chỉ Ái nhanh chóng gọi điện thoại cho Cố Dư Sinh. Điện thoại reo một tiếng, liền có người bắt máy. Đầu dây bên kia có chút bất ngờ, trong giọng nói pha lẫn lộn lo lắng.
mà chính người đó cũng không biết. Sao trễ như vậy rồi mà em còn chưa ngủ? Đã xảy ra chuyện gì sao? Không có. Nghe được giọng của Cố Dư Sinh, Tần Chỉ Ái rốt cuộc cảm thấy chân thật. Cô không dám nói cho Cố Dư Sinh biết mình nằm mơ thấy ác mộng, sợ hắn lo lắng liền nói dối. Em dậy đi vệ sinh, lại đúng lúc nhìn thấy tin nhắn của anh nên sẵn tiện gọi điện cho anh luôn. Ừ. Cố Dư Sinh thở phào nhẹ nhõm. Cửa phòng bệnh bị y tá mở ra, có người đi vào muốn nói chuyện nhưng bị hắn làm động tác suỵt im lặng, nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh. Hắn tìm đến hành lang, một chỗ trống trải không có người qua lại, mới đưa điện thoại bên tai. Có mệt không? Tần Chỉ Ái sợ hắn đuổi cô đi ngủ liền vội vàng trả lời: Không cần, gần đây ban ngày em ngủ khá nhiều nên buổi tối không có buồn ngủ. Buổi tối có chút chuyện anh vừa mới xử lý không cách đây không lâu. Cố Dư Sinh xuống lầu đứng cạnh đèn đường tìm thuốc hút, vừa mới châm lửa, Tần Chỉ Ái lại nghĩ đến tin nhắn trước khi cô gọi cho hắn liền trả lời: Có thể là tháng sau em sẽ sinh, anh có thể... Cô nói mấy chữ cuối liền dừng lại. Tuy rằng cô không nói hết nhưng Cố Dư Sinh hiểu ý cô muốn nói gì. Chương 795. Cô hỏi hắn có thể trở về không. Nếu cô cứ trực tiếp hỏi hắn, trong lòng hắn còn không khó chịu, nhưng cô lại ngập ngừng như vậy khiến hắn lại đau lòng không thôi. Cố Dư Sinh hút một hơi thuốc, chẳng cần suy nghĩ liền nói: Ngày mai anh sẽ báo cáo với cấp trên, cuối tháng anh về Bắc Kinh bên em. Có thật không? Trong điện thoại, âm thanh của Tần Chỉ Ái vui vẻ thấy rõ. Thật. Cố Dư Sinh khẳng định chắc nịch. Tiếng nói của hắn còn chưa kết thúc, trong điện thoại có thể nghe thấy tiếng cô cười. Chỉ như vậy lại giống như ánh mặt trời ấm áp chiếu vào lòng hắn, khiến tâm trạng của hắn tốt hơn rất nhiều. Hắn ở trong bệnh viện là vì lúc này người chấp hành nhiệm vụ với hắn đang bị thương, nguy hiểm đến tính mạng. Có người chiến hữu kia đã qua đời, đã chiến đấu 20 năm. Năm nay người đó đã 45 tuổi, còn chưa có vợ. Sáng hôm qua, lúc ăn sáng, hắn vừa ăn sáng vừa hỏi chiến hữu kia tại sao đến lúc này còn chưa có về nhà nghỉ ngơi. Người kia nói về cái gì mà về, chỉ cần còn có thể thì cứ hết mình cống hiến cho Tổ quốc, liền ở lại. Mà người này là con trai độc nhất của một gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, đưa vào quân đội vì có biểu hiện xuất sắc mới được điều đến đây. Lúc này mới chỉ có mấy tháng, đã mấy người chết, mấy người bị thương, nói không chừng người kế tiếp có khi lại chính là hắn. Cố Dư Sinh quay đầu nhìn bệnh viện, lại nghĩ một hồi mới gọi cô: Tiểu Ái. Dạ. Anh có một món quà muốn tặng cho em. Kỳ thật những thứ kia hắn muốn đến ngày kết hôn xong mới đưa cho cô, nhưng hắn nghĩ cô thấy những thứ này sẽ rất cảm động. Có thể chiến sự bây giờ quá vô thường, hắn không biết một giây sau hắn còn có thể nói chuyện điện thoại với cô nữa hay không, nên có một số việc khi nào có thể thì cứ làm đã. Quà gì? Giọng nói của Tần Chỉ Ái vui vẻ vì nghe thấy hắn quay về, còn nghe thấy hắn muốn tặng quà cho cô, trong giọng nói đều có ý cười đáng yêu. Em sang thư phòng của anh đi. Tần Chỉ Ái làm theo lời của Cố Dư Sinh, nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ đến thư phòng của hắn. Lúc cô mở cửa ra liền nói: Rồi ạ. Sau đó lại nghe Cố Dư Sinh nói: Trong tủ sách bên trái hàng thứ hai phía dưới có một ngăn kéo, em mở ra. Tần Chỉ Ái làm theo. Trong ngăn kéo có một cái hộp. Đây chính là thứ mà hắn muốn tặng cô sao? Tần Chỉ Ái còn chưa hỏi, Cố Dư Sinh đã lên tiếng: Nhìn thấy cái hộp chưa? Rồi ạ. Em mở ra đi. Vâng. Tần Chỉ Ái để điện thoại ở chế độ dành tay, đặt lên bàn sách, sau đó lấy hộp ra khỏi ngăn kéo, mở nắp. Đập vào mắt là một bức thư quen thuộc. Tần Chỉ Ái trố mắt nhìn trong chốc lát mới để hộp xuống, tùy tiện lấy ra một bức thư. Mở ra là chữ viết của cô, những thói quen thuộc của cô, những lời nói mà cô đã nói. Cô không thể tin được, lại cầm vài phong thư mở ra. Đều là những lá thư mà cô đã viết cho S quân, tại sao lại ở trong tay của Cố Dư Sinh? Tần Chỉ Ái rung động, liền nhìn về phía điện thoại di động trên bàn. Dư Sinh. Chương 796. Trong điện thoại, Cố Dư Sinh có thể nghe thấy tiếng mở giấy loạt soạt của đầu dây bên kia, nên hắn không làm phiền đến cô. Đến khi nghe tiếng cô gọi hắn, hắn mới ừ nhẹ một tiếng.
Tần Chỉ Ái quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào những lá thư mình đã viết, mới hỏi lên những thắc mắc. Dư Sinh, anh là S quân sao? Ừ. Cố Dư Sinh thở khói, tiếng vù vù lại lọt vào điện thoại, khiến hắn sợ cô không nghe rõ, lại khẳng định lại một lần nữa. Đúng vậy. Tần Chỉ Ái chưa hề hiếu kỳ S quân là ai, chỉ là cô ngàn vạn lần cũng không thể ngờ rằng Cố Dư Sinh lại chính là người bạn qua thư dòng dã 8 năm trời của cô. Thư là hắn chủ động viết cho cô, lần đầu cô vẫn không trả lời, nhưng hắn vẫn chăm chỉ viết. Vì vậy lúc đó cô vẫn luôn cho là cô và S quân có duyên phận. Có phải là do hắn dụng tâm mà làm hay không? Tần Chỉ Ái lại hỏi tiếp. Lúc đó anh viết thư đã biết người đó là em rồi? Cố Dư Sinh trả lời rất tiết kiệm. Nếu như không phải là em, chắc chắn sẽ không viết những lá thư này. Vì đối phương là cô nên hắn mới viết thư cho cô. Thì ra có lúc những việc cô cho là duyên kỳ ngộ, thực ra lại là do người kia dụng tâm làm, đều có sắp xếp cả. Món quà này quá bất ngờ, khiến Tần Chỉ Ái không thể không trầm mặc một lúc lâu, chậm chạp không nói gì. Cố Dư Sinh không đợi Tần Chỉ Ái nói chuyện, hút hai hơi thuốc, suy nghĩ những gì mình muốn nói một cách rõ ràng xong, lại nói tiếp. Khi đó anh thật sự muốn biết em có ổn không, nhưng thật không có mặt mũi gì đến gặp em, liền nghĩ ra cách này. Tiểu Ái, mặc kệ em tin hay không, anh lúc đó thật sự đã muốn từ bỏ ước mơ làm lính của mình mà ở Bắc Kinh học đại học. Nhưng em cũng biết đấy, vì chuyện của cha mẹ anh không phải là không nhớ em, mà là vì quá yêu em nên mới tự ti, mới đẩy em ra khỏi thế giới của mình. Anh không phải cố ý quên em, nếu như anh biết người em yêu vẫn luôn là anh, thì có chết anh cũng không muốn quên em. Thời gian sắp sinh chỉ còn một tháng, đây là khoảng thời gian rất nhạy cảm, hắn không dám nói những chuyện quá đáng sợ. Trong lòng của hắn thầm tìm từ ngữ một hồi, vốn định nói những thứ này anh định sau khi cưới em xong mới đưa cho em, nhưng lại nói thành: vì vậy em đừng trách anh. Anh nói cho em biết những điều này bởi vì anh muốn em biết rằng những năm tháng mà em vẫn âm thầm yêu anh thì anh cũng như vậy. Em không hề cô đơn, không hề đơn độc một mình. Đúng vậy, trong những năm tháng đó, những năm tháng cô yêu hắn, hắn cũng yêu cô. Cô không phải đơn phương cô độc một mình, chỉ là hắn dùng phương thức khác một chút, thầm lặng đi vào thế giới của cô, làm một người bạn của cô trong thời gian dài. Đột nhiên hạnh phúc như vậy khiến Tần Chỉ Ái không biết nên nói gì. Tình cảm mãnh liệt khiến mũi cô ê ẩm, mắt căng căng, trong đầu cô nghĩ đến thiên ngôn vạn ngữ, nhưng khi nói ra lại chỉ đúc kết thành hai chữ: Dư Sinh. Chương 797. Cố Dư Sinh đáp lại cô ừ. Cô nghe thấy hắn đáp xong, nước mắt rơi xuống, không thể kiềm chế. Dư Sinh, khi đó anh lỡ hẹn hai lần, em không trách. Sau đó anh quên em không trách. Sau đó anh lại cho em số điện thoại giả, em cũng không oán trách. Khi đó em không trách anh, bây giờ càng không trách anh. Người khác nói em không tiền đồ cũng được, nhưng em sẽ chỉ vì anh mà không tiền đồ. Em đồng ý, em chấp nhận. Cố Dư Sinh nghe những lời này lại cảm thấy như trong lòng bị cắt ra, đau dữ dội. Lúc hắn ở bên cạnh cô khóc, hắn còn có thể ôm cô vào lòng, có thể dỗ dành cô, có thể lau nước mắt cho cô. Nhưng ở một khoảng cách xa như vậy, hắn không thể làm gì được. Cố Dư Sinh vắt óc suy nghĩ một lúc lâu mới nghĩ ra một câu có thể thổ lộ dỗ cô. Tiểu Ái, ngoài lúc em khóc lóc cầu xin anh trên giường, những lúc khác khi em khóc anh đều không thích. Tần Chỉ Ái đang khóc, nghe như vậy liền hoàn toàn không còn cảm động gì nữa. Ghét anh, đồ lưu manh. Cố Dư Sinh bị giọng nói ngây thơ của cô khiến cho có chút kích động. Hắn cắn thuốc, lại muốn chọc cô giống như lúc còn trẻ. Ông xã làm vài chuyện lưu manh với bà xã là chuyện thường tình. Anh có thể làm những chuyện lưu manh hơn nữa đấy. Em có muốn thử không? Anh... Tần Chỉ Ái cạn lời, cách điện thoại, thậm chí Cố Dư Sinh còn có thể cảm nhận được sự ngượng ngùng của cô. Lúc còn trẻ, hắn cực kỳ thích nhìn thấy cô ngượng ngùng. Bây giờ vẫn là bộ dáng đó, luôn khiến hắn động lòng. Cố Dư Sinh cười, sau một lát hắn nhớ đến một chuyện, liền nói. Tiểu Ái, kết hôn lâu như vậy, em vẫn còn chưa gọi anh là ông xã.
còn chưa biết khi hắn còn sống có thể nghe thấy hay không. Dừng một chút, Cố Dư Sinh lại gọi: Tiểu Ái, gọi anh là ông xã một lần đi. Đầu dây bên kia yên tĩnh trong chốc lát, sau đó lại có tiếng gọi mềm mại vang lên: Ông xã. Hai chữ như một ngọn gió ấm áp thổi vào trong tâm khảm của hắn, để ngón tay cầm thuốc của hắn run lên bần bật. Sau đó hắn mới ừ một cái, lại nói: Không còn sớm nữa, em mau nghỉ ngơi đi. Cô còn chưa nói chuyện đủ với hắn, nhưng cũng phải để cho hắn nghỉ ngơi chứ. Anh ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Cố Dư Sinh đợi Tần Chỉ Ái cúp máy xong mới cất điện thoại. Đứng trong gió, hắn hút nửa điếu thuốc, cầm điện thoại lên soạn cho Tần Chỉ Ái một tin nhắn: Yêu em. Sau khi gửi tin nhắn xong, lại nghĩ một chút, lại gửi thêm mấy chữ: Bà xã của anh. Không có ai trả lời, chắc cô đã ngủ. Cố Dư Sinh cất điện thoại di động, tựa vào cột đèn, hút hết thuốc, sau đó mới đi vào bệnh viện. Ra khỏi bệnh viện, mắt của hắn bỗng nhiên giật mạnh một cái. Hắn bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng tròn ở cuối chân trời. Có một loại dự cảm không tốt trong lòng, mong rằng đó chỉ là ảo giác. Cố Dư Sinh đứng yên một lúc, thu lại tầm mắt, mới đi đến trước cửa xe, mở cửa lên xe, chạy ra khỏi bệnh viện. Chương 798. Đêm đó, sau khi nói chuyện điện thoại với Cố Dư Sinh xong, Tần Chỉ Ái vui vẻ hơn rất nhiều. Hầu như mỗi đêm đều ngủ thẳng cho đến khi mặt trời mọc. Sau 3 ngày, là thứ 7, Tần Chỉ Ái đến nhà cũ ăn cơm với Cố lão gia. Bởi vì buổi sáng dậy trễ, lúc cô đến nhà cũ đã là giờ ăn trưa. Tần Chỉ Ái đến cửa nhà, còn chưa đi vào, liền nghe trong phòng ăn có tiếng má trương: Lão gia, người ăn cơm trước đi, sáng nay tôi gọi điện đến, không phải là quản gia đã nói thiếu phu nhân còn đang ngủ sao? Chắc là cô ấy không có chuyện gì, lát nữa sẽ đến, người đừng có đoán mò nữa. Tần Chỉ Ái mím môi nhịn cười, đưa tay gõ gõ cửa. Đợi đến lúc cô vào nhà, Cố lão gia ngồi trong phòng ăn đang uống canh, thật giống như ông vừa mới ăn cơm xong rồi bây giờ đang uống canh vậy. Tần Chỉ Ái nhịn không được, càng muốn cười. Sức khỏe của Cố lão gia gần đây rất tốt. Ăn cơm trưa xong, ông thấy ngoài trời thời tiết rất đẹp, liền đề nghị ra ngoài đi dạo. Lúc gần ngày sinh, bác sĩ Hạ có dặn Tần Chỉ Ái phải điều đi nhiều một chút mới dễ sinh, nên sau khi nghe ông đề nghị liền đồng ý. Đi đến Hương Sơn, cuối tháng 10 ở Bắc Kinh, nhiệt độ thất thường, nhưng ở Hương Sơn phong cảnh lại rất đẹp. Cố lão gia, Tần Chỉ Ái, Mã Trương và quản gia cùng nhau đi dạo vài vòng ở chân núi Hương Sơn. Đúng lúc chuẩn bị ra về, lại đụng phải một người mà Tần Chỉ Ái đã lâu không gặp, mà mãi mãi cũng không bao giờ muốn gặp, Lương Đậu Khấu. Từ sau ngày đại thọ 80 tuổi của Cố lão gia ngày đó, Lương Đậu Khấu giống như là tránh tà. Cho dù là tin tức hay đối mặt, Tần Chỉ Ái không muốn biết về một chút nào cô ta cả. Nếu không phải hôm nay bỗng nhiên đụng phải cô ta, Tần Chỉ Ái thật sự sắp quên đến sự tồn tại của cô ta rồi. Lương Đậu Khấu rất khác so với trước đây, không còn ngăn nắp như trước kia, mà thậm chí cũng không có trang điểm, mắt hãm sâu, gầy đi rất nhiều, sắc mặt tiều tụy, ngay cả tóc tai cũng rất lộn xộn. Chỉ có một mình cô, Chu Tịnh cũng không đi theo, chắc là đến đây để giải sầu. Lúc nhìn thấy cô ấy từ phía xa xa, cả người cô ta đều không tập trung vào cái gì. Lúc bọn họ cách nhau cỡ 5 mét, Lương Đậu Khấu mới phát hiện Tần Chỉ Ái và Cố lão gia. Bước chân của cô bỗng nhiên dừng lại, tầm mắt nhìn thẳng về phía Cố lão gia và Tần Chỉ Ái, liếc nhìn nhau một chút. Sau đó, tầm mắt lại rơi vào phần bụng to ra của Tần Chỉ Ái. Cô chố mắt nhìn, khiến Cố lão gia phản xạ có điều kiện, liền chắn trước mặt Tần Chỉ Ái. Sau đó nói với Mã Trương và quản gia: Đưa thiếu phu nhân lên xe đi. Bộ dáng kia đầy phòng bị, như là sợ cô ta nhìn nhiều một chút, làm những chuyện gì đó gây nguy hiểm cho đứa con trong bụng của Tần Chỉ Ái. Mã Trương và quản gia nghe thấy Cố lão gia nói xong, liền đứng bên cạnh Tần Chỉ Ái, đưa cô lên xe. Tần Chỉ Ái còn nhìn Lương Đậu Khấu một cái, có thể là do Cố lão gia nói những lời như vậy, khuôn mặt có chút kích động, trong mắt đầy sương mù. Lương Đậu Khấu giật giật môi, như muốn gọi Cố lão gia một tiếng, nhưng Cố lão gia lại giống như không cần nghe, nhìn thấy Tần Chỉ Ái lên xe xong, liền chống gậy lên theo.
Lúc Cố lão gia lên xe, xe liền được lái đi một cách chậm rãi. Chương 799. Nhìn qua kính chiếu hậu, Tần Chỉ Ái thấy Lương Đậu Khấu cắn môi, bình tĩnh nhìn chằm chằm xe không nhúc nhích. Từ Hương Sơn trở lại trong thành đã gần 5 giờ chiều. Tần Chỉ Ái không về nhà cũ mà trực tiếp về biệt thự của Cố Dư Sinh. Quản gia chuẩn bị bữa tối, Tần Chỉ Ái còn 2 tuần nữa là sinh, không thể không chuẩn bị một ít đồ dùng cần thiết. Đợi đến khi chuẩn bị đồ xong, Tần Chỉ Ái chụp một tấm hình, nhắn lại cho Cố Dư Sinh một tin. Em chuẩn bị đồ, xong hết rồi đây. Có thể là buổi chiều đi nhiều, cô có chút đói bụng nên đem những túi đã chuẩn bị xong đặt trên đầu giường, sau đó cầm điện thoại di động xuống lầu. Còn chưa chuẩn bị xong cơm, cô ngồi trên ghế salon trong phòng khách ăn thức ăn. Ăn được mấy miếng, chuông cửa vang lên. Quản gia còn đang bận rộn trong bếp nên Tần Chỉ Ái đứng lên đi ra cửa. Chẳng biết vì sao, Tần Chỉ Ái bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút hồi hộp, ngón tay bỗng nắm chặt bịch đồ ăn vặt trong tay. Xin hỏi anh tìm ai? Chào cô, tôi là... Người đàn ông nói xong tên họ liền nói hắn là lãnh đạo trước đây của Cố Dư Sinh, sau đó mới lên tiếng. Xin hỏi cô là vợ của Cố Dư Sinh, Tần Chỉ Ái tiểu thư đúng không? Tần Chỉ Ái động môi, nhìn chằm chằm người đàn ông kia không chớp mắt, sau đó mới gật nhẹ đầu một cái. Vâng, vâng, vâng ạ. Cô nói xong liền hỏi, xin hỏi ngài tìm tôi có chuyện gì? Người đàn ông như có chuyện gì khó nói, không nói gì cả, sau đó nhắm mắt cắn răng một cái liền nói ra. Cố phu nhân, có chuyện nhất định tôi phải thông báo cho cô biết. Sáng sớm vào 3 ngày trước, đồng chí Cố Dư Sinh trong lúc đang chấp hành nhiệm vụ đã xảy ra một tình huống ngoài ý muốn, bị thương, mất liên lạc. Bây giờ chúng tôi đang cho người tìm kiếm đồng chí ấy. Có thể là nhìn thấy phần bụng của cô, người đàn ông lại nói rất uyển chuyển. Hiện nay chúng tôi đã tìm cậu ấy 3 ngày, vẫn chưa có thu hoạch. Nhưng cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm được đồng chí ấy. Có tin tức, chúng tôi sẽ lập tức liên lạc với cô. Có điều tôi mong cô nên chuẩn bị tinh thần trước vậy. Người đàn ông đó đi như thế nào, Tần Chỉ Ái cũng không biết. Lúc cô lấy lại tinh thần, cô đang đứng ở cửa nhà, gió thu mát mẻ lùa vào mặt cô từng trận, từng trận. Quản gia đứng sau lưng cô cũng có thể nghe toàn bộ những gì người đàn ông kia nói, sau đó lo lắng nhìn Tần Chỉ Ái, thấy cô không động mới cẩn thận mở miệng gọi, thiếu phu nhân. Tần Chỉ Ái nghe thấy liền nhìn quản gia một chút, biểu hiện bình tĩnh hơn bình thường. Càng như vậy, trong lòng quản gia càng thấy lo sợ. Thiếu phu nhân à? Tần Chỉ Ái cũng không chờ quản gia nói hết, đột nhiên lại giơ tay lên che bụng. Sau đó lại nói với quản gia như chia sẻ một chuyện gì rất đáng mừng, cười yếu ớt. Tiểu đầu phộng lại động. Cô cứ như vậy rất bình thường, nhưng trong lòng quản gia lại càng run sợ, mắt lập tức đỏ lên. Thiếu phu nhân, cô đừng... Chương 800. Hai chữ như vậy, bà còn chưa nói xong, Tần Chỉ Ái đã cắt ngang lời bà. Dư Sinh đã nói với tôi, muốn tôi gửi tin nhắn cho anh ấy. Cô vừa dịu dàng nói xong, liền vững vàng nhẹ nhàng bước vào phòng khách, giống như không có chuyện gì, đặt túi đồ ăn vặt trong tay xuống, cầm di động lên, gõ tin nhắn một hồi. Dư Sinh, hôm nay em dậy trễ, đến nhà cũ ăn cơm. Ông còn chờ em mà không chịu ăn. Em vừa vào nhà, ông liền chạy đến bàn giả vờ như đang ăn cơm đã lâu. Ông vẫn đáng yêu như vậy. Hôm nay thời tiết ở Bắc Kinh rất tốt, buổi chiều em cùng ông đến Hương Sơn đi dạo, còn đụng phải người không muốn gặp, nhưng ông nội liền che chở cho em, khiến Lương Đậu Khấu choáng váng. Anh thấy bức ảnh em vừa gửi cho anh chưa, là những thứ cần phải thay chuẩn bị cho ngày sinh. Có thể ngày đó anh đã về. Nếu như em có dấu hiệu muốn sinh, anh nhất định phải xách những túi kia đến bệnh viện. Cô vừa gõ vừa đọc lên, khiến quản gia đứng bên cạnh cũng rơi nước mắt, liền giơ tay lên che miệng gọi, thiếu phu nhân. Dư Sinh, gần đây tiểu đậu phộng ăn rất tốt, hại em mỗi ngày cứ chỉ ăn rồi ngủ. Vừa nãy con bé nó còn đạp em nữa, nhất định khi anh về phải báo thù cho em. Tần Chỉ Ái chẳng để ý đến quản gia, cầm điện thoại di động bấm không ngừng. Dư Sinh,
Em cho Tiểu Đậu Phộng một cái tên rất đáng yêu, gọi là Yêu Tha Thiết được không? Cố Yêu Tha Thiết. Em có giỏi không? Thiếu phu nhân à. Quản gia đến trước, đụng vào cánh tay của Tần Chỉ Ái. Cô dừng lại một chút nhìn quản gia, sau đó cười bình thường hỏi: cơm tối chuẩn bị xong chưa? Tôi đói. Quản gia giật giật môi như muốn an ủi cô. Tần Chỉ Ái không cho bà cơ hội, liền nhẹ giọng: đã chuẩn bị xong chưa? Dạ xong rồi. Quản gia không dám nhìn thấy biểu hiện bình tĩnh của Tần Chỉ Ái như vậy, cúi đầu khe khẽ gật đầu một cái. Tần Chỉ Ái mỉm cười đi vào phòng ăn. Ngồi trước bàn ăn, cô nhìn một bàn đầy đủ những món phong phú, lại cầm điện thoại di động chụp một tấm hình gửi cho Dư Sinh. Dư Sinh, ăn tối. Sau khi tin nhắn gửi thành công, cô cầm đũa chăm chú ăn cơm. Đêm nay cô ăn rất tốt, hình như còn ăn nhiều hơn bình thường nửa chén. Cô để đũa xuống, như thường lệ gọi quản gia cùng đi tản bộ. Lúc Tần Chỉ Ái đến những rặng hoa oải hương đang nở, liền chụp hình gửi cho cố Dư Sinh. Dư Sinh, hoa oải hương này là do em chăm sóc, đã nở đẹp chưa? Anh mau khen em đi. Quản gia lại khóc. Tần Chỉ Ái đúng lúc nhìn thấy, lại nhíu nhíu mày, chăm chú nhìn quản gia một chút, đột nhiên lên tiếng: quản gia, bà đừng lo, Dư Sinh sẽ không có chuyện gì đâu. Quản gia lại càng khóc dữ hơn. Tần Chỉ Ái đưa tay giúp bà quản gia lau nước mắt. Thật, tôi không lừa bà đâu. Tối qua Dư Sinh còn nói cho tôi biết, tuần sau anh ấy sẽ về, sẽ ở bên tôi. Bà đừng đoán mò, anh ấy chắc chắn là sẽ không sao mà. Nói xong, giọng của cô liền nhỏ xuống, giống như là tâm tâm niệm niệm, nói thêm vài câu: đúng, chắc chắn anh ấy không có chuyện gì bất chắc đâu. Không có chuyện gì là không có chuyện gì đâu. Chương 801. Bỗng nhiên cô rên rỉ một tiếng, liền đưa tay che bụng. Nỗi đau này so với cách thường ngày Tiểu Đậu Phộng đạp cô không giống nhau, giống như đang xoay đầu vậy. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, cô làm sao vậy? Quản gia sợ đến nỗi vội vàng đưa cánh tay đỡ Tần Chỉ Ái. Trong bụng đau dữ dội ba lần, Tần Chỉ Ái hít vào một ngụm khí lạnh, đối mặt với quản gia mà không nói nổi câu nào, mặt cắt không còn một giọt máu, hô hấp bất ổn. Thiếu phu nhân, cô đau bụng sao? Tôi vào nhà gọi điện cho bác sĩ hạ. Quản gia còn chưa nói hết, Tần Chỉ Ái đột nhiên nắm chặt tay quản gia. Vì đau dữ dội mà lòng bàn tay cô bám vào quản gia rất chặt, cố gắng lắm mới có thể nói được vài chữ. Không phải. Lại một cơn đau ập tới, cô khẽ kêu lên một tiếng: tôi, hình như tôi sắp sinh rồi. Vừa dứt lời, lại có những tiếng rên rỉ không chịu nổi vang lên. Quản gia nghe thấy cô sắp sinh cũng bình tĩnh lại, gọi người chăm sóc, nói cô ấy chuẩn bị xe, còn không quên dặn cô lên lầu lấy túi mà Tần Chỉ Ái đã chuẩn bị mang xuống. Hai người dìu Tần Chỉ Ái lên xe, liền chạy đến bệnh viện. Trên đường đi, quản gia gọi điện thoại cho bác sĩ Hạ. Lúc bà đang chuẩn bị gọi về nhà cũ thì Tần Chỉ Ái đau đến chết đi sống lại, lại ôm bụng nói: đừng để ông nội biết chuyện của Dư Sinh, nghe chưa? Quản gia nhìn thấy Tần Chỉ Ái như vậy, khẽ gật đầu đồng ý. Trước khi đi, cố Dư Sinh đã cố ý nói với quản gia, nếu như Tần Chỉ Ái có chuyện gì ngoài ý muốn, có thể lập tức liên lạc với Lục Bán Thành hoặc Tiểu Vương. Theo dự tính, Tần Chỉ Ái còn 10 ngày nữa mới sinh, nhưng có thể là do cô quá kích động nên mới có hiện tượng muốn sinh sớm. Quản gia sợ lát nữa sẽ có sự cố, bà cũng giải quyết không xong, liền gọi điện thoại cho Lục Bán Thành và Tiểu Vương. Đợi đến khi Tần Chỉ Ái được đưa đến bệnh viện, cô đã đau đến không thể động đậy. Nước ối cũng có dấu hiệu muốn vỡ, khả năng sinh non rất cao. Bác sĩ Hạ nhận được tin cũng đã chờ sẵn ở cửa bệnh viện. Tần Chỉ Ái vừa đến đã được đẩy thẳng vào phòng sinh. Cách sinh con, lúc Tần Chỉ Ái đi khám thai ở tháng thứ 7, bác sĩ Hạ đã chỉ cho cô một lần. Khẽ hít vào, từ từ thở ra. Sau khi nghe bác sĩ chỉ huy, cô liền dùng sức. Thật ra cô đã sớm tập luyện, nhưng trong lòng cô lại nghĩ đến cố Dư Sinh. Lúc đau đớn nhất, cả người cô trở nên rối loạn, không dùng sức nổi. Càng như vậy, cô càng khó sinh, mà trong đầu cô lại càng nghĩ đến cố Dư Sinh rõ ràng hơn. Đến cuối cùng, mặc cho bác sĩ nói gì đi nữa, cô nghe không lọt tai. Trong đầu cô, trên thế giới này chỉ còn lại hai chữ Dư Sinh. Tiếng la hét vì đau cũng từ từ nhỏ dần, sau đó không còn tiếng động nào. Sản phụ không có sức, lại ngất đi như vậy,
rất có thể thai nhi sẽ chết lưu trong tử cung. Bác sĩ, đã có dấu hiệu xuất huyết, sản phụ mất ý thức, chúng ta phải nghĩ biện pháp khác thôi. Người nhà có ở bên ngoài không? Chúng ta phải xin ý kiến bọn họ ngay. Chương 802. Sao bây giờ lại là khó sinh? Không phải lúc đi khám thai nói mọi việc tiến triển rất tốt sẽ không có vấn đề gì sao? Tiểu Ái, Tiểu Ái à? Thiếu phu nhân, Thiếu phu nhân. Tần Chỉ Ái mơ màng nghe thấy ngoài phòng sinh có rất nhiều giọng nói quen thuộc gọi cô. Cô rất muốn tỉnh táo, nhưng cô lại thấy một luồng khói đen đè ép người. Trong ngơ ngác, lúc tỉnh lúc mê, cô có thể nghe tiếng nói của Tiểu Vương rất nhỏ. Bác sĩ, phiền ngài đưa đồ vật này cho cô ấy. Mang vào. Mang đi đâu? Đồ gì? Tần Chỉ Ái tuy rất tò mò nhưng không nghĩ nhiều. Bên tai cô khi sắp ngủ say lại có một giọng nói rất thanh nhã mà quen thuộc. Tiểu Ái. Đây là giọng nói của Cố Dư Sinh ngay bên tai cô. Lông mày của Tần Chỉ Ái hơi giật giật. Tiểu Ái, chờ anh về, anh sẽ cưới em. Đêm đó, ánh đèn óng ánh trên cầu, hắn kéo cô vào lòng, tập trung nhìn cô. Trong ánh mắt hắn như đang nhìn hàng ngàn ngôi sao vậy, chăm chú nhìn sự sáng ngời trong mắt cô. Tiểu Ái, em nghe cho kỹ, anh chỉ nói một lần, anh chỉ có một câu 8 chữ muốn nói với em. Chờ anh trở lại, anh sẽ cưới em. Đúng vậy, cô đã hẹn với hắn rất cẩn thận, chờ hắn quay về cưới cô. Hô hấp của Tần Chỉ Ái từ từ trở nên bình thường, nhịp tim cũng đập vững vàng hơn. Tiểu Ái, lúc anh không có ở đây, em nhất định phải chăm sóc mình và Tiểu Đậu Phộng cho tốt. Không được để lúc anh về không nhìn thấy hai người. Có hai người thì Dư Sinh mới là một Dư Sinh hoàn chỉnh. Chăm sóc tốt cho bản thân và Tiểu Đậu Phộng. Tiểu Đậu Phộng. Tần Chỉ Ái giơ tay lên theo bản năng sờ bụng mình. Trong bụng, bé con cũng cảm nhận được bàn tay của cô lại nhúc nhích một cái thật khẽ. Tần Chỉ Ái đột nhiên mở mắt, vực lại tinh thần, trong ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Tình hình có biến chuyển tốt, thai phụ tỉnh rồi. Cô hãy tập trung. Này, này, tập trung, nghe tôi hướng dẫn. Tôi nói cô dùng sức thì mới dùng sức, đừng lúc nào cũng dùng sức, sẽ mệt rất nhanh. Phía sau, ngày một mở rộng, có một làn sóng, nhưng cơn đau tràn ngập đất trời, bao phủ đến nỗi Tần Chỉ Ái vịn chặt ga giường. Bác sĩ đi đến gần cô gật đầu, sau đó quan sát tình hình một chút, lại nói cô dùng sức, có khi còn khen cô mấy câu. Đau dữ dội khiến nước mắt Tần Chỉ Ái chảy ròng ròng, nhưng cô không nhụt chí. Khoảng 20 phút sau, Tiểu Đậu Phộng ra đời. Tiếng khóc nỉ non đáng yêu của Tiểu Bảo Bối vang khắp phòng sinh. Cả người Tần Chỉ Ái đẫm mồ hôi, dã rời nằm trên giường, không còn chút sức lực nào để nhúc nhích. Y tá tắm rửa sạch sẽ cho bé, quấn khăn đưa đến trước mặt của Tần Chỉ Ái. Có thể là lúc cô mang thai thường xuyên ăn trái cây nên da rẻ của bảo bảo trắng trẻo mũm mĩm. Lúc đến gần mẹ, bé con nhắm mắt, chép chép miệng, ngáp một cái rồi ngủ. Tần Chỉ Ái cực kỳ mệt mỏi nhưng vẫn nhìn bé con đánh giá một lúc. Mãi đến khi y tá ôm bé rời đi kiểm tra, lúc này cô giống như hoàn thành sứ mệnh, thật sự không thể chịu đựng được nữa, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại đã là 10 giờ sáng ngày hôm sau. Tương chương 803. Trong phòng bệnh có một người đang ngồi. Người đầu tiên chạy đến giường chính là Hứa Ôn Noãn. Tiểu Ái, cậu tỉnh rồi. Sau đó là quản gia bưng canh gừng, ngồi cạnh giường chăm sóc tỉ mỉ, đút từng muỗng cho cô uống. Đến trưa, y tá mới đưa Tiểu Đậu Phộng vào phòng bệnh. Người nhận chính là Má Trương, đưa đến trước mặt của Cố lão gia. Có tin mừng, Cố lão gia rất vui vẻ. Chỉ tiếc là ông đã có tuổi, không dám ôm Tiểu Đậu Phộng, sợ làm rơi bé, chỉ có thể chơi với bé trong vòng tay của Má Trương một lúc. Má Trương mới đưa Tiểu Đậu Phộng cho Tần Chỉ Ái. Quản gia và Hứa Ôn Noãn chăm sóc cô, Tiểu Vương và Lục Bán Thành đều ở bên cạnh. Lúc Má Trương đưa Tiểu Đậu Phộng cho Tần Chỉ Ái, mỗi người đều nhìn bé mấy lần. Tiểu Đậu Phộng không sợ người lạ, ai ấm cũng không khóc, mở đôi mắt to đen láy ra nhìn bằng ánh mắt tràn đầy mới mẻ. Cuối cùng cũng đến Tần Chỉ Ái, Tiểu Đậu Phộng nhìn mẹ một chút, sau đó ngáp một cái giống như tối qua. Tần Chỉ Ái cảm thấy đáng yêu, mặt cô cũng có một vệt cười, đầu ngón tay không kìm được sờ lên mặt của Tiểu Đậu Phộng. Bé con giống như rất hưởng thụ, híp híp đôi môi bé nhỏ lại cười cười.
Từ tối qua đến nay, Tần Chỉ Ái vẫn chưa nhìn rõ con gái, cho nên lúc này khi ôm con vào trong ngực, cô mới nhìn kỹ một chút, lại thấy hình bóng của Cố Dư Sinh trong khuôn mặt non nớt của con bé. Lại nhớ đến chuyện hôm qua, lãnh đạo của Cố Dư Sinh đến nhà, trong lòng cô lại cảm thấy đau đớn, mắt lại hồng lên. Cố lão già vẫn đang ở đây, Tần Chỉ Ái không dám biểu hiện như vậy, liền đè nén đau đớn, tiếp tục chơi với Tiểu Đậu Phộng. Tiểu Đậu Phộng thức một tiếng đồng hồ, liền nằm trong lòng mẹ ngủ ngon lành. Mọi người không quấy rầy Tần Chỉ Ái nghỉ ngơi, nhìn thấy Tiểu Đậu Phộng ngủ say, liền tạm biệt cô. Tần Chỉ Ái để người chăm sóc mình và quản gia tiễn Cố lão gia và Má Trương, sau đó gọi Tiểu Vương lại. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại cô, Tiểu Vương và Tiểu Đậu Phộng đang ngủ say, Tần Chỉ Ái liền cầm giấy bút ghi âm lên bên gối. Bút ghi âm này là Dư Sinh trước khi đi để lại cho anh sao? Tiểu Vương khẽ gật đầu. Dạ phải, là Cố tổng sợ lúc cô sinh sẽ có chuyện bất trắc nên để lại cho tôi. Vậy ngoài bút ghi âm này, anh ấy còn chuyện gì khác nữa không? Tiểu Vương trầm mặc trong chốc lát mới lên tiếng. Cố tổng để lại một phần di chúc, tất cả đều để lại cho cô. Tần Chỉ Ái cụp mắt, mũi đau xót. Có còn gì nữa không? Trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, Cố tổng đều có những đề nghị cho bé. Thì ra trước khi đi, hắn đã có nhiều sắp xếp như vậy sau lưng cô. Tần Chỉ Ái nghe xong, cổ họng rất khó chịu, khẽ gật đầu, không nói gì. Đợi đến khi Tiểu Vương rời đi, cô mới cầm bút ghi âm, mở bút, giọng nói êm tai của Cố Dư Sinh vang lên. Tiểu Ái, chờ anh trở lại, anh sẽ cưới em. Tiểu Ái, lúc anh không có ở đây, nhất định em phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình và Tiểu Đậu Phộng. Không được để lúc anh quay trở lại không thấy hai mẹ con. Có hai người, Dư Sinh mới là một Dư Sinh hoàn chỉnh. Chương 804. Càng nghe càng thấy đau đớn, Tần Chỉ Ái không nhịn được giơ tay che mũi đau xót, quay lại nhìn Tiểu Đậu Phộng đang ngủ say. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái nước mắt cô liền rơi xuống. Cho đến lúc này cô mới phát hiện, trên thế giới này hầu như không có một người đàn ông nào có thể đội trời đạp đất bằng hắn. Có thể hắn ít nói, tính cách cũng không tốt, nhưng những ai hiểu được hắn sẽ rất yêu thương hắn. Tối qua lúc cô sinh Tiểu Đậu Phộng, tuy hắn không bên cạnh cô, nhưng cũng có thể dùng cách tốt nhất để bảo vệ cô. Ngày thứ ba, Tần Chỉ Ái và Tiểu Đậu Phộng xuất viện về nhà cũ. Lúc ở bệnh viện không mang điện thoại di động, trở về nhà Tần Chỉ Ái vẫn giống như trước đây, vẫn gửi tin nhắn cho Cố Dư Sinh rất thường xuyên. Đa số những tin nhắn đều liên quan đến Tiểu Đậu Phộng. Cố lão gia không biết tình hình của Cố Dư Sinh, nhưng quản gia và người chăm sóc Tần Chỉ Ái lại biết. Hai người đều cho rằng lo lắng cho Tần Chỉ Ái. Trong mắt cô vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng so với sự lo lắng của hai người, Tần Chỉ Ái càng trấn tĩnh hơn nhiều, giống như ngày lãnh đạo đến báo tin hoàn toàn chưa xảy ra, ngoại trừ lúc sinh con. Suýt có chuyện ngoài ý muốn, khi về đến nhà, quản gia cho cô ăn gì cô ăn đó, không nhốt mình lại, cũng không gào khóc, ngủ sớm dậy sớm, sinh hoạt rất có quy luật, mỗi ngày mỗi khắc đều chăm sóc tốt cho Tiểu Đậu Phộng. Chỉ là tình cờ, khi cô bấm điện thoại nhắn tin cho Cố Dư Sinh, quản gia lại thở dài một tiếng. Tiểu Đậu Phộng sinh được 5 ngày, Cố Dư Sinh mất tích 8 ngày. Trạng vạng hôm đó, Tần Chỉ Ái mang theo nôi trẻ con đi xuống lầu ăn cơm. Trong phòng ăn đúng lúc mở tivi đến tin tức của đài truyền hình Trung ương. Trong tin tức là đoạn đường biên giới, ở nơi có rất nhiều chiến sĩ đã liều chết khi phá mìn ở đoạn đường đáng sợ này. Trong 2 lần gỡ mìn ở khu vực Địa Lôi đã có 1 người chết, 30 người bị thương và 12 người bị thương tích, mất tích. Tần Chỉ Ái dừng lại động tác ăn cơm, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn tivi. Quản gia đứng bên cạnh ý thức được điều gì, nhìn người chăm sóc một chút, sau đó quản gia lại nói, bộ phim truyền hình sắp chiếu rồi. Đúng, đúng, người chăm sóc đáp xong, liền cầm điều khiển bấm sang kênh khác. Tần Chỉ Ái cứ như vậy, bình tĩnh nhìn tivi. Quản gia lo lắng, tìm đề tài. Thiếu phu nhân, cô muốn ăn kia thêm canh cá không? Tôi lấy cho cô thêm một chén. Quản gia hoàn hồn, liếc mắt. Cô chậm chạp lắc đầu để trả lời bà, để đũa xuống, đứng lên ôm Tiểu Đậu Phộng,
nhỏ nhẹ nói: "Tôi lên lầu thay tã cho tiểu đậu phộng." Sau đó không chờ quản gia và người chăm sóc nói gì, liền đứng dậy vội vã về phòng ngủ. Quản gia không yên lòng, vẫn đi lên gõ cửa một lúc lâu. Quản gia đẩy cửa đi vào. Tiểu đậu phộng được đặt ở trên giường ngủ say. Tần Chỉ Ái ngồi bên cạnh không ngừng bấm di động, không nghĩ cũng biết chắc chắn là cô đang gửi tin nhắn. Những ngày tháng chờ đợi thật sự rất dày vò. Có nhiều lúc không có tin tức gì còn tốt hơn là một tin xấu. Có điều lúc tiểu đậu phộng được 8 ngày tuổi, Tần Chỉ Ái vẫn được nhận được tin có liên quan đến Cố Dư Sinh. Chương 805. Tìm được Cố Dư Sinh, nhưng hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng, được người dân địa phương đã cứu và chuyển vào bệnh viện ở khu vực gần đó. Chờ đến khi hắn tỉnh lại rồi mới tính tiếp. Khi biết Cố Dư Sinh mất tích, Tần Chỉ Ái đã có chút sa sút. Khi nghe tin này xong, cảm xúc kiềm nén nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng không nhịn được mà nước mắt rầm rầm rơi xuống. Đợi đến khi ý thức của Cố Dư Sinh ngày càng rõ ràng, tiểu đậu phộng đã được 25 ngày tuổi. Lúc điện thoại di động của hắn không có ở bên người, không thể liên lạc với Tần Chỉ Ái. Những tin này hoàn toàn là những người trong quân đội báo cho cô biết. Tiểu đậu phộng được 30 ngày tuổi, đúng một tháng, cô không quan tâm đến sự ngăn cản của quản gia, liền muốn giao tiểu đậu phộng cho hai người, tự mình đi máy bay đến chỗ Cố Dư Sinh. Đến bệnh viện vào lúc hoàng hôn, ánh mặt trời vàng chói nhuộm cả một thành phố một màu vàng. Bước vào cửa bệnh viện, đi thang máy đến trước phòng bệnh của Cố Dư Sinh, tim của cô đập nhanh đến đáng sợ. Cô hít sâu một hơi mới đẩy cửa. Trên mặt của Cố Dư Sinh, trên người cũng vậy, không có bất kỳ máy móc nào hỗ trợ. Hắn nằm trên giường bệnh, nhắm mắt như đang ngủ say. Ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt của hắn, khiến đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt hắn như một đường viền màu vàng. Tần Chỉ Ái đứng ở cửa phòng vài giây mới bước lên, từ từ đến trước giường bệnh. Luôn cảm thấy tất cả những thứ này giống như một giấc mộng. Cô nín thở, đưa tay chạm nhẹ vào gò má của Cố Dư Sinh. Nhiệt độ truyền đến đầu ngón tay khiến cô biết rằng người đàn ông này thật sự đang tồn tại trên thế giới. Đáy mắt cô nóng lên, còn chưa kịp nắm tay hắn, hắn đã bị cô làm thức giấc. Lông mi dài run lên, từ từ mở mắt. Hắn nhìn chằm chằm trần nhà một lúc mới nhìn về phía cô. Hắn nhìn cô không chớp mắt, một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng: "Tiểu Ái, anh vốn muốn trả lại cho em một Cố Dư Sinh khỏe mạnh nhất trở về." Một câu nói, giọng nói thanh đạm nhưng lại cất giấu rất nhiều tình cảm. Tần Chỉ Ái chớp mắt một cái, nước mắt liền tuôn rơi. Cô liền cầm tay hắn, dán mặt lên lồng ngực hắn mà khóc. Nghe được nhịp tim đập quen thuộc, Tần Chỉ Ái càng khóc nhiều hơn. Hôm sau có một tin tốt, nhờ sự trợ giúp của Cố Dư Sinh mà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngày thứ ba, Cố Dư Sinh xuất viện. Vì không yên lòng tiểu đậu phộng nhỏ ở Bắc Kinh nên Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái đặt vé máy bay về ngay đêm hôm đó. Trước khi đi, Cố Dư Sinh đưa Tần Chỉ Ái đến quân doanh một chuyến, đi thẳng đến nhà ăn. Trước đây Cố Dư Sinh có nói qua với cô, đây là nơi tất cả mọi người tụ tập ăn cơm. Cùng mọi người ở đây mấy tháng, ai cũng biết hắn. Lúc mọi người chào hỏi Cố Dư Sinh thì nhìn qua Tần Chỉ Ái một cái. Hắn đưa cô đến trước bàn, ngồi xuống. Cố Dư Sinh liền đơn giản giới thiệu cho cô những chiến hữu của mình. Sau khi giới thiệu xong, Cố Dư Sinh mới giới thiệu Tần Chỉ Ái với người khác. Đây là vợ tôi, Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái chào hỏi những người đó xong, cô vừa ngồi xuống cạnh Cố Dư Sinh, đã có một người đàn ông ngồi đối diện hắn, nhìn chằm chằm cô, đăm chiêu một lúc, sau đó như nhớ tới gì, liền quay đầu nhìn Cố Dư Sinh. Là mối tình đầu đúng không? Chương 806. Cô và người đó hình như chưa từng gặp nhau, sao người đó lại biết cô? Tần Chỉ Ái hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Cố Dư Sinh. Trọng thương mới khỏi, Cố Dư Sinh không thể uống rượu, chỉ có thể uống nước. Hắn uống nửa ly nước xong, không trả lời thắc mắc của Tần Chỉ Ái mà gật đầu với người đàn ông ngồi đối diện mình. Dạ vâng. Cố Dư Sinh thừa nhận như vậy, đừng nói là Tần Chỉ Ái tò mò, những người xung quanh cũng tò mò theo. Người đàn ông ngồi đối diện Cố Dư Sinh bị những người kia tra hỏi, lúc này mới lên tiếng giải thích. Lúc nhập ngũ không bao lâu, lúc chúng tôi tập bắn súng, chỉ có Cố đội trưởng là bắn tốt nhất.
Sau lần đó tôi vô tình chạy bộ tập thể dục buổi sáng trên sân, lại vô tình nhìn thấy hắn đang nghịch súng, liền hiếu kỳ liếc bia ngắm một cái. Trên hồng tâm chỉ có hai chữ Tiểu Ái. Hay, chị dâu tên là Tiểu Ái, tôi liền đoán đại thôi, không ngờ lại đoán trúng. Thì ra là như vậy. Trong đáy mắt của Tần Chỉ Ái có một vệt cười nhìn về phía Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh biết rõ cô đang nhìn hắn nhưng lại không nhìn cô, có thể là do bí mật nhỏ bị tiết lộ khiến tai hắn có chút ửng hồng. Cơm no rượu say, mọi người cũng giải tán. Lúc sắp ly biệt, không thể tránh khỏi cũng có chút thương cảm. Trong miệng mọi người là những lời chúc phúc, cũng có vài chuyện cũ được nhắc lại. Lần này tôi về, chắc không quay trở lại nữa. Trọng trách bảo vệ đất nước xin giao lại cho mọi người. Chén rượu này, tôi mời mọi người. Tôi nhớ kỹ, trong nhóm của chúng ta có 127 người. Đây chỉ mới là một bắt đầu. Nếu có thể tôi hy vọng, cả đời này tôi cũng không cần phải bắn một viên đạn nào nữa. Tôi không mơ ước gì lớn lao, chỉ hy vọng sang năm tôi có thể cùng mọi người ăn một bữa cơm đầy đủ. Rõ ràng là những lời nói thuần khiết, nhưng sao Tần Chỉ Ái có thể hiểu thành có rất nhiều người đang phải trả giá cho hạnh phúc của họ. Đúng là vẫn còn một khắc đó, từ lúc ngồi xuống, Cố Dư Sinh vẫn luôn có tư thái lười biếng, bỗng nhiên đứng lên, bưng ly nước, giơ một vòng, sau đó dùng nước thay rượu uống sạch. Đợi đến khi tất cả mọi người để rượu xuống, mới có người mở miệng, để Cố Dư Sinh nói câu sau cuối. Cố Dư Sinh trầm tư một lúc lâu, tất cả mọi người cho là hắn không nói gì nữa, nhưng cuối cùng hắn lại nói, cầu chúc cho tất cả mọi người có thể còn sống, trở về quê cũ. Sống sót, hai chữ đơn giản, nhưng khiến tất cả mọi người trong nhà ăn trầm mặc. Nghề này của bọn họ, đằng sau những chiến thắng chính là sinh mệnh, là máu tươi. Sống sót, đối với họ mà nói chính là giấc mơ xa xỉ nhất. Cố Dư Sinh đã cao ngất, còn giơ tay làm một nghi thức quân đội đầy mạnh mẽ. Sau đó, toàn bộ mọi người trong nhà ăn đều đứng lên làm nghi thức chào như vậy. Cánh tay của Cố Dư Sinh hạ xuống, cũng không nói thêm gì, liền kéo Tần Chỉ Ái ra khỏi nhà ăn. Hắn lên xe, Tần Chỉ Ái liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh, hắn nhìn thẳng phía trước, không có dấu hiệu nào muốn quay đầu. Xe từ từ rời khỏi quân doanh một khoảng, Tần Chỉ Ái không nhịn được, quay đầu lại. Những câu nói vừa rồi trong nhà ăn lại vang lên bên tai cô một lần nữa. Trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên một câu nói, những năm tháng tốt đẹp ở phía trước, chúc anh hạnh phúc. Chương 807. Máy bay xuống Bắc Kinh đã là 1 giờ sáng, 1:30 họ về đến nhà. Quản gia và người chăm sóc biết tối nay hai người sẽ về cũng không ngủ. Cố Dư Sinh vào nhà, vội vã thay giày liền chạy lên lầu. Chờ đến khi Tần Chỉ Ái đến cửa phòng, Cố Dư Sinh đang nằm nhoài bên cạnh nôi của bé con, không dám lộn xộn, nhìn chằm chằm Tiểu Đậu Phộng. Đợi đến khi Tần Chỉ Ái đi đến bên cạnh Cố Dư Sinh, hắn mới nhẹ nhàng đưa tay đụng vào bàn tay nhỏ bé của Tiểu Đậu Phộng. Cảm xúc mềm mại khiến trong lòng Cố Dư Sinh có một loại cảm xúc không nói thành lời. Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Chỉ Ái, sau đó đứng dậy ôm cô vào lòng. Tiểu Ái, anh khiến em chịu nhiều oan ức rồi. Anh sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để bồi thường cho em. Cố Dư Sinh còn chưa nói xong, Tiểu Đậu Phộng bên nôi bỗng nhiên khóc lên. Bé con được 1 tháng tuổi, nhưng Cố Dư Sinh hoàn toàn không có kinh nghiệm làm cha, nên nhất thời cứng người, không biết phải làm sao. Tiểu Đậu Phộng không có thói quen ăn khuya, chắc không phải đói bụng. Tần Chỉ Ái đã chăm sóc con 1 tháng, nên lúc này bế bé rất thành thạo, dỗ bé một lúc. Đậu Phộng nhỏ không nín, liền thử để bé xuống giường, mở tã, quả nhiên đã tè dầm. Như thường lệ, Tần Chỉ Ái muốn cầm tã khô thay cho bé, nhưng bỗng nhiên trong đầu cô lại nhớ đến những câu nói lúc nãy của Cố Dư Sinh. Anh sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để bồi thường cho em. Sau đó liền nhét tã mới thay vào tay của anh. Không phải lúc nãy anh nói là bồi thường cho em sao? Bây giờ anh đi mà thay tã cho con gái anh đi. Dừng một chút, cô cầm khăn ướt vừa lau sạch cho Tiểu Đậu Phộng, lại nói thêm một câu, nhớ lau mông con cho khô rồi mới mặc tã. Trước khi đi, Cố Dư Sinh không nói gì, nên sau khi quay về nhà cũ, Cố lão gia liền mắng cho hắn một trận. Cũng may là không có chuyện gì. Xong một hồi, ông cũng nhắc đến chuyện hắn phải đến Hàng Châu một chuyến.
vốn muốn đi tàu hỏa đến Hàng Châu, nhưng Cố Lão Gia và Cố Dư Sinh chuẩn bị nhiều lễ vật, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lái xe đến. Xe là do Tiểu Vương lái, đi lúc sáng sớm, tới Hàng Châu đã 5 giờ chiều. Đến giờ ăn cơm trưa, trong nhà chỉ có một mình mẹ Tần. Mẹ Tần nhận được tin từ sớm, đến trưa liền bắt tay vào chuẩn bị thức ăn, chờ Tần Chỉ Ái, Cố Dư Sinh và Tiểu Vương. Đến lúc bà làm xong là có thể ăn cơm luôn. Mẹ Tần Chỉ Ái còn nhớ Tiểu Vương và Cố Dư Sinh, nên lúc nhìn thấy hai người tay đầy túi lớn, túi nhỏ, trong lòng bà có chút luống cuống, nói với hai người mau ra rửa tay vào ăn cơm. Ngồi trước bàn ăn, Tần Chỉ Ái giới thiệu cho bà biết cô phải gả cho ai. Mẹ Tần cầm hết đĩa rau đặt vào chén của Tiểu Vương. Ăn nhiều một chút. Cảm ơn bác gái. Tiểu Vương vô cùng kính trọng, lễ phép nói. Vốn tưởng rằng tiếp đó mẹ Tần sẽ làm vậy với Cố Dư Sinh, nhưng không ngờ bà chỉ vào thức ăn trên bàn, nói với Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh mau ăn đi, liền nhìn về phía Tiểu Vương. Đứa bé này nhìn không tồi, mẹ Tần vừa khen ngợi trong lòng, vừa gắp cho một món cho Tiểu Vương ăn. Lần trước dù có gặp qua một lần, nhưng bà vẫn chưa biết được gì nhiều. Dù sao cũng là gả con gái, mẹ Tần vẫn không nhịn nổi hỏi nhiều một chút. Tiểu Vương, cháu làm việc gì? Mẹ Tần sao lại hỏi chuyện hắn? Tiểu Vương trong lòng nghi ngờ nhưng vẫn thành thật trả lời. Dạ, trợ lý ạ. Mẹ Tần không hiểu nhiều lắm về mấy chức vụ trong công ty, nhưng đùng một cái hỏi lương ít lương nhiều thì lại không tiện, nên thay bằng câu hỏi khác. Nhà có mấy anh chị em? Tiểu Vương lần này thật sự cảm thấy có gì không đúng, liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh theo bản năng, lại cảm thấy hắn không có biểu hiện gì nhìn mình, lại không thể không trả lời mẹ Tần, nhìn lên nhỏ giọng, cháu có một em gái ạ. Mẹ Tần đáp một tiếng, múc cho Tiểu Vương một chén canh. Nhìn thấy Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh không đụng đũa, lúc này lại giục hai người ăn cơm, rồi nói với Tiểu Vương. Tiểu Vương, cha mẹ cháu làm nghề gì? Nghe đến đây, Tần Chỉ Ái rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao bà lại nói những chuyện này. Thì ra bà hiểu lầm, cô liền lặng lẽ giật ống tay áo của mẹ Tần, nói nhỏ vào tai bà. Mẹ, người kết hôn với con là Cố Dư Sinh. Mẹ Tần ngẩn người, nhìn Tiểu Vương một chút, lại nhìn Cố Dư Sinh, dùng âm lượng thấp như vậy hỏi Tần Chỉ Ái. Không phải đó là ông chủ của con sao? Đúng vậy, Tần Chỉ Ái trả lời. Nhưng Gia Ngôn nói với mẹ, người đó là ông chủ lớn lắm đấy. Vâng, Tần Chỉ Ái gật gật đầu. Mẹ Tần không nói, càng nghĩ càng thấy có vấn đề. Người giàu có như vậy sao lại có thể để ý đến con gái của mình? Sau đó lại nói nhỏ vào tai Tần Chỉ Ái. Tiểu Ái, không phải con gặp phải bọn lừa gạt đấy chứ? Chương 808. Tình cảm chân thành, đơm hoa kết trái. Bởi vì kích động, giọng của mẹ Tần khá lớn, khiến hai người còn lại hoàn toàn có thể nghe thấy. Lừa gạt, Tiểu Vương vừa nhét một miếng cơm vào miệng, nghe xong suýt nữa phun hết ra, vội giơ tay lên che môi không ngừng ho. Mẹ! Tần Chỉ Ái lén ghì cánh tay của mẹ Tần. Mẹ Tần lúc này mới ý thức được giọng nói của mình quá lớn, vội ngậm miệng, có chút lúng túng, liếc nhìn Cố Dư Sinh. Nhìn thấy mẹ Tần như vậy, Tiểu Vương cũng không nhịn được, liếc Cố Dư Sinh một cái. Người đàn ông vẫn tao nhã ngồi trước bàn ăn, sắc mặt ôn hòa, khóe môi còn có một vệt cười, nghiễm nhiên là nho nhã lễ độ, rất có dáng dấp của công tử nhà giàu. Tiểu Vương nghĩ cả đời này, sợ là người dám nói như vậy mà khiến Cố Dư Sinh còn phải cười hảo ý như vậy, cũng chỉ có một mình mẹ Tần. Ai biết, giây sau, biểu hiện của Cố Dư Sinh lại làm Tiểu Vương muốn banh mắt. Cố Dư Sinh nhìn mẹ Tần đang nhìn mình, liền ngừng ăn cơm, tào nhã lễ phép nhìn mẹ Tần, mỉm cười khẽ, lại tự nhiên chào hỏi. Bác gái, chào bác, con tên là Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh đa số đều dùng thái độ thận trọng và nghiêm túc đối với mọi người, sợ là tối nay là lần dài nhất hắn phải cười như vậy. Ngũ quan của hắn vốn rất dễ nhìn, nụ cười này khiến mẹ Tần phải lóa mắt. Dù mẹ Tần đã hơn 50 tuổi, nhưng nhìn thấy vẫn phải hít vào một ngụm khí lạnh. Sau một lát mới ý thức được bản thân đang thất thố, liền vội vã gắp món ăn, lại nhìn vào hai mắt của Cố Dư Sinh, mới phát hiện biểu hiện trên mặt hắn hoàn toàn bình thường, nghiễm nhiên là không nghe thấy những gì bà nói với Tần Chỉ Ái, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cho dù Tần Chỉ Ái đã nói với mẹ,
Người muốn hỏi cưới cô là Cố Dư Sinh, nhưng mẹ Tần vẫn không dám tin, liền lên tiếng: Cố tiên sinh, cậu yêu con gái của tôi thật không? Cố tiên sinh. Cố Dư Sinh không nhanh chóng trả lời câu hỏi của mẹ Tần, mà từ từ cười khẽ nói: Bác gái, bác cứ gọi con là Tiểu Cố hoặc là Dư Sinh là được rồi ạ. À. Tiểu Cố. Tiểu Vương suýt nữa thì bật cười thành tiếng, cuối cùng đành phải đổi thành ho khan. Cố Dư Sinh khẽ liếc mắt nhìn Tiểu Vương. Tiểu Vương liền không dám ho, cúi đầu gắp những thức ăn mà lúc nãy mẹ Tần đã gắp đầy bát, định ăn nhưng sau lưng có cảm giác lành lạnh, mà cái cảm giác này quen thuộc đến nỗi Tiểu Vương quay lại nhìn Cố Dư Sinh, thấy hắn đang nhìn chằm chằm thức ăn trong chén mà mẹ Tần vừa mới gắp cho cậu. Tiểu Vương liền không dám ăn nữa, để thức ăn xuống. Lúc này Cố Dư Sinh mới thu lại tầm mắt, quay lại kính trọng nói chuyện với mẹ Tần: Bác gái, con biết bác không yên tâm chuyện của chúng con và Tiểu Ái, nhưng mà con thực sự yêu cô ấy. Lần trước Cố Dư Sinh còn giúp Tần Gia Ngôn, còn dẫn theo rất nhiều người có địa vị đến. Mẹ Tần vẫn luôn khách sáo với Cố Dư Sinh, luôn cảm thấy người này không thể chỉ gọi là Tiểu Cố hoặc là Dư Sinh, lại không ngờ cậu ấy lại thích Tiểu Ái. Nhất thời mẹ Tần rất có thiện cảm với Cố Dư Sinh, liền không còn chút giữ ý khoảng cách nào với hắn nữa. Hết chương 808, hết tập 46. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ hoạt động của nhóm Admin. Ấn vào nút subscribe để cập nhật những video mới nhất, nhanh nhất, hay nhất, những chuyện ngôn tình tuyệt vời nhất mà nhóm sẽ diễn đọc. Theo dõi fanpage của nhóm để cập nhật những thông tin cực kỳ mới về những bộ truyện ngôn tình hay nhất hiện hành. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.